tâm nhu cầu của khách hàng là cốt lõi. Thế giới bạn không chỉ cung cấp sản phẩm tốt nhất mà cung cấp giải pháp và dịch vụ hoàn hảo đến từng người tiêu dùng. Vì thế đội ngũ kinh doanh chúng em đã dành cả thanh xuân và sự tôn trọng, thấu hiểu khách hàng để đem đến những trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhất. Vì mong muốn mang bạn đến mọi miền đất nước, mọi đối tượng khách hàng và đặc biệt hơn góp phần làm công cụ sáng tạo phát triển tri thức cộng đồng đến muôn nơi. Tự tin cho mọi hành trình vì sự học là trọn đời.